Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 và làm việc với lãnh đạo 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 và các bộ phận giúp việc. Các dự thảo văn kiện trình đại hội có chất lượng tốt, phương án nhân sự bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ có cơ cấu phù hợp, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn cấp ủy, đúng với quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu lãnh đạo 9 tỉnh trên địa bàn quân khu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tiếp tục dự báo, diễn biến tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Đảng, Nhà nước những chủ trương lớn về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh.